Hi, xin chào các bạn. Tối hôm nay mình sẽ nấu món mì cay. Nguyên liệu của mình là gồm có mì. Mì này là mình mua ở cửa hàng châu Á. Rồi có hai gói cho hai người. Hôm nay mình sẽ thử thách. Rồi đây là mình gồm có cải bắc thảo, rồi hành lá, cà chua, hành, tỏi. Và đây mình có thịt và tôm. Và hôm nay mình sẽ thử thách với anh nhà mình xem ai sẽ ăn hết cái tô mì này nha. Liệu rằng là trai Đức có ăn được cay không? Mời các bạn cùng theo dõi và cùng xem video với gia đình mình nha. Rồi. Và đây mình có chuẩn bị sẵn một ly sữa. À, cay các bạn. Đây là tôm mình cắt nhỏ nè. Cay quá. Cái gói này á là cay ít á, còn cái gói mà 2x á là cay nhiều. Mình ăn bình thường thì hơi cay cay à, cay quá mình ăn không được. Gói 2x đó cho mình là nhưng mà thấy mắt mờ luôn á, ăn xong á. Anh nhà mình nói là ăn được nhưng mà nóng quá. Mà ăn cay á, khi mà ăn nóng á thì nó sẽ cay nhiều, nguội thì nó sẽ ít cay hơn. Ja. Aber sehr wenig, oder? Anh nhà mình á, ăn cái này lúc nào cũng sợ dính áo á, tại vì cái này nó màu đỏ nè, cái nước á. Mm-hmm.
tay mà nước mũi nó chảy luôn. Aber geht von der Schärfe. Nein, nicht so scharf, scharf. Ja, auch mal. Wir hatten schon schärfer. Anh em mình nói là ăn cay nên là nóng quá phải mở cửa sổ. Mình ăn cay dởm lắm các bạn. Mein Schatz, kann ich trinken? Ja. Aber wir haben kein Foto von der Suppe gemacht. Cay quá các bạn ơi. Các bạn xem tô nước nè. Đây. Đó chết luôn. Okay? Ja. Ich bin fertig. No. Nur Wasser. Ja. Mein Schatz, so leer. Leer essen.
Cái nước mới là quan trọng đó các bạn ơi. Vegan, vegan happy super. That's a bit. Một sáu. Trộn bia. Du kannst sagen, wenn man das im Winter isst, dann braucht man keine Heizung. Anh nhà mình nói á, mùa đông á mà ăn cái mì cay này á là không cần phải lò, không cần phải mở lò sưởi. Mein Schatz, wird mein Schatz sterben? Ich weiß noch nicht, wenn fertig ist. Wenn fertig ist. Ich glaube, nachher mein Bauch wird nicht gut sein. Geil war, các bạn ơi. Nước mũi. Ich glaube, Tofu wäre auch sehr gut. Ja. Ja. Aber wenn keine, aber gerne schmeckt auch gut. Ja? Ja, ich glaube Tofu wäre besser. Geil war. Còn cái còn nước giờ thử cái nước này coi coi có vượt qua cơn này hay không. Ồ nước được cay quá trời quá đó. Aber die Suppe fand ich nicht so scharf. Ja, trotzdem, wenn so. À, các bạn thấy chưa? À, này. Cay quá. Không thể chiến đấu tiếp. Rồi các bạn.
Các bạn nghe thấy chưa? Sao tôi cứ phát lên? Dạ. Thôi uống sữa thôi. Noch sehr viel. Oh, hab ich? Ja. Mình đã thua cuộc các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video cùng với gia đình mình nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại video kế tiếp nhé. Bye bye. Bye.